Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Tấn Phát, 44 tuổi, ngụ xã Sông Lộc, huyện Châu Thành, kế toán Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành về hành vi tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra, từ ngày 18 tháng 1 năm 2022 đến ngày 9 tháng 4 năm 2024, Lâm Tấn Phát lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao, dùng thủ đoạn gian dối, tự lập, ký, thực hiện 27 ủy nhiệm chi, trình chủ tài khoản ký phê duyệt và trực tiếp mang chứng từ đến ngân hàng, lập thủ tục chuyển khoản từ tài khoản Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành vào tài khoản người khác. Sau đó, bị can tiếp tục sử dụng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.